Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập về shop kinhrobot.com. Bạn sẽ có ngay robot cực kỳ nhanh chóng và chất lượng ha. Thì hiện tại là các bạn có thấy không? Đây là muốn được rút được robot phải đợi tới 10 tới 13, 15 tới 30 ngày nha các bạn. Thì mình nghĩ cái này chắc là shop nào cũng bị thôi các bạn, tại vì hiện tại là Roblox rất làm căng, cái gì gọi là sao ta? Làm căng mấy cái vụ mà rút robot các bạn, nó rất là khó luôn ha đó. Nên mấy bạn thông cảm cho shop ha. Rồi. Thì shop hiện tại là có mua robot rút nè. Robot chính hãng và robot siêu rẻ ha. Đó. Đây. Và có thêm một phần mới đó chính là mua account Roblox nè các bạn đây. Wow. Bán ngặt trong lock fruit nè các bạn, đó lobby nè. Ồ. Oh. Đó các bạn thấy không? Đây. Đó, rất là nhiều đỉnh cao nha các bạn đó, thì các bạn có thể vô và mua ngặt trong này ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Nidai. Và hôm nay tựa game OnStar Tower Defense đã update rồi nha các bạn. Đó. Thì nhìn update này thì cũng không có nhiều đặc sắc lắm hả các bạn. Thì chỉ có hai nhân vật mới thôi. Đó. Mà mình đã sở hữu được một trong hai nhân vật đó nha các bạn. Đó chính là... Đây từ từ để mình bỏ lên. Từ từ mình bỏ nhân vật này ra nha các bạn. Đây. Đó. Đây, mấy bạn nhìn là biết rồi đúng không? Đó chính là Thánh Gió Dương Usopp nha các bạn. Và Usopp đã lên được 5 sao luôn á chứ. Đây, mình sẽ tiến hóa nha. Ủa gì à? Đây các bạn thấy chưa? Đây mình đã đủ rồi nha, mình đã đủ hết tất cả nguyên liệu rồi nè. Ui. Thánh Gió Dương Usopp bị giảm đam nha các bạn. Tại vì tối hôm qua mình vừa hoàn thành mấy cái con này nè các bạn. Để mình không có quay á là đam tới 100 mấy lần á. Đam lúc mà tiến hóa ở đây ghi là 100 mấy nè bạn. Thì bạn nào chơi tối qua sẽ biết nha. Hôm qua luôn chứ, ngày hôm qua luôn sẽ biết. Bây giờ giảm còn có 84 à. Vãi vậy, chơi giảm đam rồi không được rồi. Thánh, vậy là Thánh Usopp này mạnh quá bạn. Chắc vậy á. Đó, God Captain luôn nè bạn. Đó, Thánh Usopp. Rồi, nâng cấp lên. Đó, rồi là Usopp Thánh Gió Dương nè. Đã gọi là bản hoàn thiện nhất nha các bạn, đó là cái bản mạnh nhất luôn nè. À, lúc mà đánh như vậy ở nhà Doflamingo các bạn đó. Cái bản mạnh nhất hiện tại luôn. Rồi. Giờ Wawano rồi đúng không ta? Wawano mặc đồ khác rồi. Rồi, Thánh Gió Dương nha các bạn, giờ mình sẽ sử dụng Thánh Gió Dương mới được God. Ủa? Mất luôn chữ God rồi. Kỳ vậy. Như chưa God không được ta. Đây. Xài liền mới vô 84 đam đó chứ. Không, trước đó là mới vô 8 với 100 mấy đam luôn nha các bạn, chứ không phải 84 đam đâu. Lỗi đó. Rồi, để mình coi Thánh Gió Dương có mạnh hơn Luffy G4 không nha các bạn. Ơi, đừng nói mạnh là admin mà làm mạnh hơn Luffy G4 là xong luôn á chứ. Tại vì Zoro Sanji còn chưa ra mà các bạn. Mình nếu mà Zoro Sanji ra sao là mình nghĩ mạnh hơn Luffy G4 luôn á. Tại vì như mình nói đó, nhưng những nhân vật mà càng ra sao là sẽ càng mạnh hơn nha các bạn. Tại vì ra sao mà phải làm cho mình mạnh lên mới được nhiều người chơi chứ. Đó, kiểu vậy. Dâu. Để coi Thánh Gió Dương này có thực sự xài cái haki phải gọi là cái haki đặc độc nhất nha bạn, độc nhất. Đó chính là haki gió dương nha bạn. Đó. Ô, gì đây? Ô. Update thêm cái này nha bạn, hay nha. Bạn thấy không nè, có cái đường chỉ đi nữa bạn. Hay nhờ. Được, hợp lý. Rồi có gì mới không? Không nhớ bạn, ở vẫn có là auto skip rồi cái gì thôi bình thường thôi. Từ. Để mình lên mình coi wiki coi có code nào mới nữa không nhớ bạn. Nếu mà không có code gì thì thôi. Mình nhập thử nhớ bạn. Đây. Không có code nè, cái này xài rồi nè. Đó, có nè bạn, một code nha. Hai con luôn. Wow. Rồi, con này xài rồi được nè. Con này xài rồi nha mày. Ba con luôn, ui. Nhiều game thế. Ba con luôn. Bốn chỗ 500 game. 500 game hả? Wow, với lại được một con như hai con 6 sao luôn. Hai con kinh nghiệm 3 sao luôn mày. Vãi con kìa, 500 game luôn. Vãi vậy, vậy nãy giờ mình nhập được 80 nè. 80 nè, 150 nè, 500, trời ơi. Gần 1000 game luôn á chứ. Rồi cái gì vậy? Rồi, cuốn mình nó meo meo nha các bạn, không sao.
Rồi, ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi, nó không meo meo nữa, đỡ. Giờ mình sẽ đợi đủ tiền mình đặt Thánh Usopp nha mày. Còn Thánh Usopp trong này có mạnh hơn Luffy Gear 4 luôn nha mày, Gear 4 đó chứ. Đó. Là mạnh hơn Luffy Gear 4 là hiểu nha mày. Là những nhân vật ra sao chắc chắn sẽ mạnh hơn những nhân vật trước nha mày. Chứ trong phim Thánh Usopp mà mạnh hơn Luffy Gear 4 nữa chứ. Rồi, để coi. Để coi Thánh Gió Dương trong này có sử dụng kỹ năng đặc biệt không nha mày. Là kiểu Haki gió dương đó mày. Haki đặc biệt dành cho Thánh Usopp với lại một nhân vật nữa, đó chính là Như Lịch Hề Chúa gì Hề Bất Kỳ á mày, đó. Như là Hề Bất Kỳ á, đó, kiểu kiểu vậy mày. Nhưng chỉ có hai nhân vật trong phim là sở hữu cái Haki bá đạo vậy thôi. Rồi, cái code này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha mày. Tại vì thì các bạn chỉ cần ghi code Wiki Onta á mày, Onta code Wiki thôi là ra liền luôn chứ không cần phải gì nhiều nữa. Nên những cái mình nhập được á, mình sẽ để ở dưới nha, những code mình nhập được nha mày. Thôi nói chung là mình để hết ở dưới luôn nha, để hết ở dưới cho bạn luôn. Bạn nào nhập được thì nhập, kiểu vậy. Còn có vài code nhập rồi á, hoặc là hết hạn nha, kiểu vậy. Mình để hết dưới luôn, bạn nào nhập được code nào thì nhập ha. Giờ mình sẽ đặt Thánh Giáo Dương đây nè. Đây, chỉnh lát luôn. Ghê vậy, bắn nè. Trời ơi, bạn nhìn bắn nè, bắn liên tục luôn á chứ. 3,6 giây à, 84 đam. Trời ơi, tiền nâng mắt kìa. Tiền nâng mắt dữ vậy. Giờ giờ mình sẽ nâng lên nha mày. Tăng tầm, trời ơi, tăng tầm. Nè, ngôi sao sáng, cái gì? Ngôi sao chết chóc nè mày, Death Star nè, đó. Ngôi sao chết chóc. Trời ơi, nâng nhiều rồi nha. Kiểu này chắc mình nghĩ nâng 6 lần hay sao á, 129 đam rồi kìa. 3,6 giây, 3,6 giây nha mày, tầm 25. Mình nhớ không lầm là Luffy tầm như ta, Luffy hình như là 50 hay sao á. Từ từ để mình lên wiki mình coi coi. Lâu quá rồi. Đây Luffy G4 nè, All Star. Đây, để mình vô mình coi coi. Khi mà nâng max là tầm Luffy sẽ là bao nhiêu đây. 50 nha mày. Nâng max là tầm 50 và đam là 520 thôi. Đánh tới 6 giây lần. Rồi để coi Thánh Gió Dương coi sao. Đây 800 nè. Rồi tầm 30 nha bạn, 33 giây mình thấy bắt đầu xuống giây là thấy ngon rồi đó. Úi, úi, gì á? Wow, ô, ô, vừa mọc cây nha bạn. Nè, vừa mọc cây nè. Hay nha, đó bạn thấy không? Giờ sẽ mọc cây là tỏa hương ra nha bạn. Wow, được, 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 được. Công nhận Onta không làm mình thất vọng nha bạn. Chiêu đẹp quá trời đẹp luôn á chứ. Đó, quý cây lè lưỡi nữa hả, cái gì vậy? Đó, cây lè lưỡi các bạn. Đâu rồi, ơi, chỉnh sao ra. Đó, bạn thấy không? Nè, đó, ui cái cây lè lưỡi ra luôn á chứ. Đó, được, 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 được. Rồi, nâng tiếp theo nha. 920, trời ơi, mắc quá vậy. Trời ơi, 955, cái gì mà sao cứ lẹ lẹ vậy. Nâng 6 lần nha mày. Cái gì mình thấy lẹ nè. Rồi, trừ giấy nữa kìa. Rồi, 43. 43 sắp bằng Luffy rồi, sắp bằng Luffy. Ui, lần này là bằng Luffy luôn đấy mày. Và thời gian đánh rất là đã luôn á nha. Ôi gì, ô giờ đặt mìn nữa mày. Ôi bây giờ đặt mìn nữa mày, kiểu mìn cây á. Wow, đã rồi. Giờ 1045 sao sao cái tiền nó cứ lẹ nhìn Sida đó ta. Từ từ đây chơi Raptor để mình coi coi đúng hai nhân vật mới không. Đúng rồi nha mày, có hai nhân vật mới thôi đó, chú Hề Bất Kỳ với lại Thánh Usopp. Rồi nâng lên. Ô Bamboo Star nữa bạn. Dù nổ ngôi sao rồi. Đây đây mình nâng nha các bạn. Ui hơn tầm luôn, 70 tầm. Vãi, 70 tầm. À tự nhiên về sau cộng dây lên. Mình thấy bắt đầu rảnh rồi đó. Vậy là chỉ thua đam Luffy thôi nha các bạn. Thua đam Luffy thôi nhưng mà tầm thì rất là rộng luôn á, các bạn thấy chưa? À Bamboo là cây tre á bạn ơi. Là cây tre. À, 460 là thua Luffy. Như đam ta. À, Luffy là 520. Đó. 520 là thua có 60 đam thôi mày. Thua 60 đam nhưng mà bù lại là thời gian đánh nhanh hơn nữa bạn, với lại cái tầm rất là rộng luôn á chứ. Vãi cái tầm 70. Vãi cái Thánh luôn sớm mày. Tầm 70 nữa chứ. Mày thấy không? Cái tầm rất là nhanh lên, lúc rất là rộng luôn á chứ. Và cái tầm 70 rộng dữ vậy.
như là đặt ở trên luôn mày, như là đặt ở trên bắn luôn chứ. Trời ơi tầm 70, rộng kinh khủng luôn. Ôi vậy là mình thấy ngon hơn Luffy luôn chứ bạn. Ngon hơn Luffy luôn chứ, tại vì tầm rộng là ngon hơn Luffy rồi. Tại vì tầm cái tầm đánh mà rộng á rất là lợi thế nha bạn. Rất là lợi thế luôn. Đó, chỉ có thua là thua đam thôi nha các bạn, thua 60 đam thôi, còn thời gian đánh nhanh hơn nè. Và tầm đánh hơn rất nhiều luôn á. Mình mà rảnh các bạn nhìn mình nâng nè, đó, tự nhiên trừ cho đã còn 3,9 giây đã vô rồi, tự nhiên nâng cuối là còn một cộng thêm 1,2 giây lên 5,1 này. Rảnh thì chứ. Đúng là chỉ có thánh giáo dương thôi các bạn. Đó, cái cuối là nâng đó bạn thấy không? Tự nhiên bắn ra mấy cái cây tre đâm lên. Cây tre châm đốt. Rồi được nhớ mày. Vậy là thánh giáo dương cũng được đó chứ. Ổn, không sao. Vẫn ổn. Đó, để coi boss ra nữa mày. Boss ra một phát là xong liền nè. Nè mấy bạn coi boss. Boss ra đúng một hit luôn nhớ mày. Ai búp đam quên. Sao không để búp đam vô, búp đam lên coi bao nhiêu đam nha. Từ từ. Đó, búp truyền với ba con mới được nhớ mày. Búp truyền mà. Rồi. Không đủ tiền. Ui. Để đặt ở đây đi. Đó. Đặt đây. Để mình búp truyền thử coi như là ít 3 đam nha các bạn, là 1200 đam á ta, phải không ta? Là 1200 hoặc 1300 đam á, cỡ đó nha các bạn. Rồi, để nâng lên. Đó. Búp truyền 3 con thôi là được rồi. Để coi. Trời ơi, mình đợi Sanji, ơi mình đợi Yoro với Sanji update mà lâu quá bạn. Ê, không tới kìa. Wow, thật là đỉnh cao, không sao các bạn ơi, mình để đây là đẹp luôn nè. Đó, tính hết. Mình đợi Yoro Sanji mà không có nha mày. Trời ơi, mình đợi nhất là Yoro chứ. Mình đang idol Yoro đợi 5 sao mà không thấy nha. Chứ mình nghĩ là time skip quá bạn. Đó, Yoro 5 sao sẽ là time skip hoặc là hoặc là lúc mà ở lòng vậy time skip cái gì Wano lộn. Một là Yoro, tại hiện tại là Yoro đã time skip rồi mà mày. Đó, 4 sao đã time skip rồi, mình nghĩ chắc là Wano quá. Rồi nè, nâng lên. Đó. 1300 đam nha, gần 1400 luôn á chứ. Ui, nhìn đam kìa. To giả man luôn. Được nha các bạn. Rồi mình đặt thêm thánh Usopp đây nữa. Đó. Ồ, 1300 đam, 80 á chứ, gần 1400 đam luôn. Mạnh vãi các bạn. Đùa. Mạnh hơn cả Luffy Gear 4 luôn á nha. Thật, nếu mà so về cái tầm đánh nè, với lại thời gian đánh như vậy là ngon hơn Luffy Gear 4 á chứ. Tại vì Luffy Gear 4 thì đánh lâu quá mà. Đó, đánh lâu, với tầm ngắn hơn mà. Chỉ có cái là hơn đam thôi. Nhưng mà hơn cỡ 60 đam mình thấy cũng không có nhiều lắm các bạn. Đó. Lưu thu vậy cũng không có nhiều lắm. Thu đam tí. Còn cái tiền nâng thì mình nghĩ Thánh Usopp mắc lắm nha các bạn. Tiền nâng Thánh Usopp đắt hơn đó nha. Đắt lắm ha. Tại vì mấy bạn thấy rồi đó, nãy bấm đó. Mình nâng quá trời nâng luôn, tiền nhiều hơn Luffy nhiều. Vậy là tiền nâng của Usopp sẽ mắc hơn nha các bạn. Đó, nhưng mà mình thấy Usopp mạnh hơn đó chứ. Mạnh hơn Luffy nhiều luôn đó chứ. Đó, đánh xa vãi luôn. 70 tầm đánh gần như cái map luôn. Đặt ở giữa đây nè các bạn. Các bạn đặt Thánh Usopp giữa đây nè. Đặt ở giữa đây thôi là đánh nguyên cái map luôn rồi, map này nè. Rồi búp luôn. Cho boss hửi khói cây chết nha các bạn. Đó. Xong. Dễ dàng luôn đó, dễ dàng. Game là dễ. Rồi. Đã các bạn, mạnh hơn Luffy luôn á chứ. Đừng có đùa với Thánh Usopp. Mình nghĩ về sao muốn Luffy mạnh hơn là phải ra cái bản Snackman đó các bạn. Đó. Ra cái bản Luffy Gear 4 Snackman là mạnh hơn. Là cực mạnh luôn á chứ. Chứ hiện tại là tại Luffy Gear 4 ra trước mấy bạn. Thánh Usopp ra sao mà nên mình nghĩ là mấy con ra sao sẽ mạnh hơn mấy con ra trước để thu hút người chơi mà, kiểu vậy. Rồi. Thì chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe kính mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.